Vấn đề rụng que diêm đi mọi người. Cái nguyên nhân mà rụng que diêm sau sổ nhụy á mọi người, mà mấy nay là có thể 3 ngày hôm nay là mình nhận khá nhiều cái tin nhắn vấn đề rụng que diêm của mô xương kinh sau khi sổ nhụy, mà nó tập trung chủ yếu là cái mô xương kinh tự thủ quấn, tức là họ quét phấn của mô xương kinh qua qua nhụy của mô xương kinh á, thì tỷ lệ rụng khủng khiếp, rụng rất là nhiều, rụng có những vườn rụng tới trăm trăm luôn á, rất sạch hết rồi. Hello anh Thái. Nên là bây giờ là phải tìm cách để hỗ trợ cho mọi người thôi, chứ bây giờ là không biết đường nào rồi. Mọi người vào lại nha. Trời sao hết trơn rồi, sao mất tiêu hết trơn đây. Đây mọi người. Cô lên chim lại đây mọi người. Là mọi người đợi xíu nha. Cho nên nó nhảy xảy ra hàng loạt luôn, là những cái vườn mà bây giờ mình đang có, mình đang cứu cánh cho những anh em mà cứu vớt đây. Bây giờ là có những cái phương pháp mà nó sẽ khá là hiệu quả, mình nghiên cứu. Thật ra đáng lý mấy cái này mình sẽ không từ từ mình sẽ chia sẻ, chậm chậm mình sẽ chia sẻ mọi người, nhưng bây giờ thấy nó rụng quá là hơi bị nhót ruột đó, hơi bị nhót ruột, cái này là hơi bị nhót ruột đó. Ok, cái điện thoại mà điện thoại nghe rõ chứ cái laptop anh gì nó bị cái gì không biết, nè không biết nó bị lỗi gì không. Anh định là chắc phải anh đi Thái Lan về, chắc thứ hai đi Thái Lan 3 ngày, thứ hai tuần sau nữa thì có khoảng hơn 10 ngày nữa mới đi được. Đi Thái Lan để dẫn đối tác về Việt Nam bán mua skin tiếp tục. Qua coi Thái Lan là mua skin như thế nào để coi lợi thế cạnh tranh Việt Nam của mình ra sao. Đó, mọi người vào đi nha mọi người. Thì bây giờ nói vấn đề là cái việc nó tháo khớp từ sáng giờ, từ qua nay là mọi người nhắn tin mình rất là nhiều. Nó xả nhụy xong thì nó xả nhụy, nó rớt hết nhụy, nó rớt cái phấn á, nói chung nó xả nhụy xong còn quay diêm á thì nó rớt liên tục, nó rớt thì rớt trăm trăm luôn, rồi giảm nước nó cũng rớt, rồi bón dưỡng nó cũng rớt, rồi phun bón kali này chưa biết. Nhưng mà hồi chiều là mình có nhắn cho mấy anh em là cái giải pháp tức thời là phải dùng là tưới, giảm tưới lại và pha cái kali sunfat á, kali trắng á, mua hàng xịn mua hàng của Yara, bm càng tốt, là pha một phi gì 200 lít, là 1,5 kg đi, ký rưỡi ký 8 cũng được, pha xong mình tưới xung quanh rễ để cho nó, thứ nhất là nó bổ sung kali cho nó chạy trái nhanh, cho nó chạy trái nhanh để nó chạy nhanh, rồi ở trên thì phun 7544 cộng với G3 sữa, cộng combi step, ba món đó đi, làm nhẹ cái để chống, mình chờ vấn đề là xử lý. Thì bây giờ cái xử lý của mình như thế này, đáng lý là mình sẽ chậm công bố cái vấn đề là K38 nó tác động như thế nào khi mà cái quả nó không được thụ phấn từ cái phấn của chiều đại qua nó cái phấn nó là không có, tức là như thế này mà nói cho dễ hiểu đi, nôm na đi, là cái nguồn kali khi mà, nói chung là cái phấn á, nó sẽ có nhiều yếu tố định cái phấn của mô xương kinh á. Nhưng mà mình đã thực nghiệm thì là khi mình khoảng 70%, khi mà xả nhiệt khoảng 60% á, lúc đó cái kali hữu cơ nó về Việt Nam là mình chưa có tem nhãn gì hết, mình đang thực nghiệm thì mình cũng là thấy cái mô xương kinh nó đang bị vấn đề là phải thụ phấn chéo, mình thôi mình cho thử
thì mình thử kết quả đó mình báo mọi người, nhưng mà mình không công bố, tại vì nó công bố mọi người nên mình bán hàng, mình không công bố đó. Mình cứ để nhắn tin cho mọi người làm cái thủ quan chéo, tôi đáng đáng lý là cái thủ quan chéo với đô này rất là rẻ, rất là dễ mà đỡ tốn tiền đó, mà mình cũng mang tiếng là mình đi bán hàng nữa. Nhưng mà hôm nay là vấn đề là nhiều anh em là đã bị vấn đề là không thủ, không rõ là giống như là một cái ông nội tôi là lì á. Lì hay không biết sao nữa mà không có chịu thủ khoản chéo với Dona, thì dẫn đến mà khi nó xả nhị á, là nó sẽ rớt rớt thì hôm nay ảnh nó rớt quá, rớt quá, và cái phân bón mà giờ cũng không chịu ăn kịp nữa. Thôi anh cứ chấp nhận câu chuyện mà anh tưới kali trước cái tôi đi à, tưới kali, tưới kali nhẹ cái cho nó đỡ, nó đỡ, nói chung là nó cũng no, nó trái được đó, nó trái được. Thì một số vườn bây giờ nó bị mưa đầu mùa, nhưng mà mình thấy là một số cái vườn mua sơn kinh mà được thủ đâu na thì mưa đầu mùa không xi nhê đó. Mấy anh em cứ điện mình điện suốt nên nó sợ rụng, mà có rụng đâu, lên mình cầm bứt nó dây nhách thôi, rụng đâu, rụng phà phà đó, cũng có gì đó. Mưa nhẹ mà, mưa có nửa tiếng hồ, đạm nó cao xíu thôi, đạm cao xíu mà giai đoạn mình xả nhị xong thì cần thiết mình cũng cần ít đạm để cho nó phát triển nó nhanh. Cảm ơn mọi người, không phải lo. Nha. Thì cái livestream này mọi người nếu một like xong rồi mà em sẽ không có giữ cái like này, thì em mình sẽ nói nhiều cái vấn đề bí quyết để cho mọi người cố gắng mọi người làm. Hello. Mọi người làm, mọi người làm theo, và mọi người nhớ là mọi người có những cái mình chia sẻ với Việt Nam thôi, tại mình đang giữ những bí quyết này để mình tăng cái lợi thế cạnh tranh cho cái mùa sơn kinh của nước mình. Mọi người. Cái một phát hiện đầu tiên của mình nè. Mọi người để ý cây mùa sơn kinh của mình á, là những cái bông nó trên ngọn á, thì đa phần những bông trên ngọn là nó đậu, là quả nó rất là đẹp, nó đẹp hơn ở dưới nhiều, đẹp hơn cái vàng bông vàng 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 bông ở dưới cành cành dưới nhiều đó. Thì mọi người để ý là dinh dưỡng nó không chạy từ gốc lên mà nó đưa vào cành cấp 1, cấp 2 liền, mà nó phải đâm thẳng lên ngọn mà nó đi xuống. Thì mọi người, thì khi nó đi xuống và cái bông hoặc là cái quả nó nhận dinh dưỡng đầu tiên thì nó là những cái bông trên đó đó, những bông trên đó nó nhận trước, và những cái bông dưới này nó nhận sau đó, những bông nó nhận sau. Thì cái bông nhận được nhiều dinh dưỡng thì đương nhiên phấn của nó và cái nhụy của nó rất là khỏe, thì khả năng đậu rất là tốt và quả nó đều đều hồng. Thì mọi người nếu mà trong trường hợp mọi người bắt nó dĩ thôi mọi người, tức là tôi sẽ nhị là hết phấn thái rồi, tại năm nay mọi người không canh được. Tôi sợ nhị mà không có vun manh là cực quá, không có đi lấy được phân thái như này. Mọi người lấy cái chổi, mọi người quét lấy cái phấn ở trên cái bông ngọn á, mọi người quét cho cái hoa ở dưới. À, mình cũng thấy thôi, mình cũng kiểm nghiệm sơ bộ, nhưng mà nó kết quả nó cũng tương đối, nó chỉ xếp sau cái xếp thứ ba tư đó, nhưng mà nó cũng đảm bảo được cái quả cho mọi người trên cây, đảm bảo được là nó chạy trái tốt mọi người ha, mọi việc cho tốt. Rồi là nó sẽ có một số ưu thế hơn là mọi người cầm cái chỗ quét ngang, quét ngang. 60 cây mua sơn kinh rụng qua diêm hết, bây giờ có thể làm kích bông lại được không em? Không anh, không không kịp đâu, chăm đi, năm sau làm lại. Thời điểm này là không được nữa. Bản chất miền Tây làm nghịch vụ thì khi người ta rụng hết, người ta chín vụ người ta thấy là được, nhưng mà mình miền Đông Tây Nguyên nó rụng là rụng luôn, là lên đường luôn, là chỉ canh làm lại thôi. Ok, dưỡng đi anh ơi, tháng 10 làm lại đúng. Rồi mọi người quán này nè, mọi người cứ thử để ý trái tầng trên, mọi người lấy phấn của trái trên ngọn, mọi người quét cho những cái phấn của trái phía dưới, mọi người quét, còn mọi người cứ 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 cứ, cứ kiểm nghiệm đi mình nói đúng hay sai nha. Tại vì mình theo dõi nó, nói chung là nếu mà nó mua sinh kinh Việt Nam, mình theo dõi kỹ hơn hết những anh làm mà mua sinh kinh, và mình thay mình xem, mình sẽ bây giờ mình để ý phấn nó nhiều, tức là mình để ý phấn nào mà nó thụ như thế nào. Có anh bạn hồi sáng hỏi là phấn ri sáo nó thụ được không, thì phấn ri sáo cũng thụ được, nhưng mà cái thời điểm nó bung cái phấn của ri sáo nó tốt nhất á, thì nó bung ngang với mua sinh kinh, tức là 8 giờ rưỡi, 8 giờ 8 giờ rưỡi bắt đầu nó bung phấn, thì lúc đó mấy anh đi lấy phấn, mấy anh đi lấy phấn xong thì nếu mà song song khoảng 9 giờ mấy anh mới quét được,
quét được thắc mắc cái giờ vàng của mua sen kính điêu rồi, tức là cái bông của đi sáu với cái bông của mua sen kính nó sẽ tung phấn cùng giờ và phấn nó mạnh nhất cùng giờ, thay vì cái phấn của Dona nó tung mạnh lúc 7:30 tới 8:00 thì anh lấy phấn cho nó lúc đó, do anh thụ phấn của lúc nó tung phấn, nó nhận phấn của mua sen kính là nó lại ok. Đó, mọi người chú ý cái vấn đề đó nha, không phải cây nào nó cũng tung phấn cùng thời điểm với nhau và nó nhận phấn cùng thời điểm với nhau. Rồi đó, cái vấn đề muốn chia sẻ thật ra cái này là bí quyết, nhưng mọi người xong rồi mình sẽ xóa cái lây chim, nhưng mình không giữ lây chim này đâu. Mọi người có, mọi người coi thì mọi người may mắn, còn mình không có thôi mọi người có thể truyền lại cho bà hàng xóm láng giềng, tại vì cái này nó liên quan những anh bên Thái Lan với anh bên Lào với lại bên Malaysia là họ đã like cái đã đọc được cái lây chim của mình rồi đó, nên là mình không có giữ lại. Cái thứ hai liên quan tới cái phân bón một xíu. Tức là khi mà mình cảm thấy là mình đang thụ phấn chung cho nó, tức là thụ phấn của mua sen kinh cho nhị của mua sen kinh đó, thì mình chấp nhận câu chuyện là nó sẽ rớt cho mọi người, nó sẽ rớt. Thì khi nó trước khi nó xả nhụy, tức mọi người hiện tại bây giờ nó đang xả nó lát nè mọi người ha, thì mọi người cố gắng giữ ngắt nước cho nó sâu một xíu, cho nó xả đồng loạt đó. Sau khi nó xả một tràng khoảng 60%, mọi người tưới thẳng cái kali trắng như hồi nãy mình nói, tưới một cử cho nó, và ở trên phun thì công thức mình đã nhắn rồi mọi người đó, công thức đã nhắn rồi. Và mọi người phun dưới nè, mọi người phun đẫm cái mặt lá, mặt dưới mặt lá cho mình, tại bản chất cái dưới mặt lá là cái khí khổng, nó sẽ mở ra, nó hút dinh dưỡng rất là nhiều, nó truyền trực tiếp vào, còn trên trái thì nó hấp thụ chậm hơn đó. Và cái mọi người biết là cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng của một cái cây ấy, nó dựa vào cái diện tích tiếp xúc với bề mặt dinh dưỡng, thì dưới cái rễ với cái mặt lá thì mặt lá nó nhanh hơn mọi người đó. Rồi tiếp theo á là cái thời tiết cực đoan, đã thấy cực đoan. Bây giờ tự nhiên nắng chang chang quất mưa mình đó, nửa tiếng hồ, và sắp tới có khả năng bây giờ nó mưa, gọi là mưa tháng hạn, giống như là nắng chang chang phải một cái mưa giải nhiệt cái, nhưng mà nó sẽ tiếp tục nắng lại tiếp đó. Mọi người đừng, bây giờ trên này nè, bên đang Kon Tum là Gia Lai nè, không có nước tưới mọi người, phải bơm từ suối, bơm giờ anh bạn mình hồi chiều bơm là gần cái cây số, bắt cái trạm bơm, lấy cái máy dầu á, lắp vô cái motor, bơm ống vô cái ao á là gần cỡ cây số, bơm thẳng cái đó, mà ngày bơm đêm bơm đủ nước tưới cho vườn đang ăn trái, đang sinh nhị đang ăn trái. Thì năm nay mình đã nói một lần là cái tháng thứ tư năm gì là khả năng là thiếu nước tưới, chứ mưa gió thì là mưa nặng hạt, nhưng mưa không lâu đâu, hồi chiều nó đặng rồi. Nó mưa chút xíu hết rồi. Thì cái thời tiết cực đoan là nắng rất là nắng, thì cái khả năng hấp thu nước của cây á, sau khi mà nó thành hình thành quay diêm á, thì nó cần nước nhiều, nhưng mà nó cần nước đều, chứ nó không cần nước dập cái ầm cho nó đó. Thì mọi người cứ tưới hàng ngày cho mình, thời tiết này quá nắng, cứ tưới hàng ngày cho mình. Cứ sáng bật motor lên tưới nhẹ sương nó một cái, rồi chiều đi kiểm tra qua diêm là coi nó có dư nước hay thiếu nước, như cái công thức, như cách mình chỉ mọi người đó. Hôm trước mình đọc một cái bài là mấy ảnh nói bây giờ là dư nước thiếu nước thì cái qua diêm nó không ảnh hưởng. Qua diêm tôi bỏ cắt nước 10 ngày mà qua diêm nó vẫn rảnh như thường, tôi nó không, mình nhìn mình cũng nói ok, không cái nào nó tuyệt đối 100%, nhưng mà số đông thì nó sẽ là một cái gì đó, là một cái công thức chung. Với quay gì mình, anh dẫn lên ngón tay, anh dẫn lên trên 45 độ, dẫn khoảng 60 độ đi, anh thử anh tưới nước, anh dập vài phát đi, vài mấy ngày sau anh dắt rõ đi lắm đó. Thì mọi người điều tiết nước, cái này là nó tới khả năng điều tiết nước, chứ không nói vấn đề là tưới không tưới đâu mọi người nha. Điều tiết nước thì khi á, cái cây nó cái cây mà nó đã phục hồi, thì thực sự sau cái thời gian mang bông á, mà đến lúc nó xả nhị á, thì bắt đầu á là lá nó sẽ phục hồi, nó xanh lại,
thì ở dưới nó sẽ, nói chung là sẽ có xu hướng ẩm hơn, thì mọi người nên kiểm tra kỹ vấn đề đó. Thì hiện tại một số cơn mưa đầu mùa nữa thì giúp cho là cái thời tiết nó tương đối là độ ẩm nó cao đó mọi người. Anh cho xin thời gian tốt nhất để thụ phấn thái cho mua sen kinh với ạ. 7 giờ rưỡi anh đi lên, 7 giờ tới 7, 7 giờ rưỡi, 7 giờ tới 7 giờ rưỡi anh đi lấy phấn của Dona, phấn của Dona xong là khoảng anh về tới vườn khoảng 8 giờ hoặc 7 giờ 50 nữa, anh lấy sen sốt tốt là anh quét là ok, tức là nó sẽ thời điểm tốt nhất cho mua sen kinh để đậu trái là 8 giờ 8 giờ rưỡi anh quét phấn vô, quét là đậu đậu tới đó. Ừ, quét là đậu tới đó. Còn cái gì mình chưa làm thì mình chưa dám nói, như Black Thorn mình chưa quét nên mình chưa dám nói nha. Ở đây có anh Cường nè, thì cái vườn anh Cường là cái vườn đầu tiên của Việt Nam, đầu tiên luôn là phát hiện vấn đề là quét phấn từ Thái qua Đô Na, ở từ từ Đô Na qua mua sinh kinh, xin lỗi, là đã vườn anh đậu, đậu rất đẹp mọi người, đậu kinh khủng khiếp luôn. Anh chơi mỗi vườn em trồng hết thái mà bị chết tầm 15 cây rải rác trong vườn, mưa mưa sau đó năm chậm mua vào có ổn không? Cái đó là chuyện của chuyện của em thôi chứ biết quay sao bây giờ. Bây giờ em thích cái gì em trồng cái đó thôi chứ đâu đâu phải lo mấy chuyện đó đâu em. Giờ em thích mua em trồng mua, giờ thái thái thích thái em trồng thái, cái nào nó có một cái thế mạnh của nó. Giống như bây giờ mua sen kinh thị trường của nó nhỏ nhưng mà cung hiện tại không đủ cầu, còn Dona thị trường nó lớn và hiện tại là hàng nó đủ đầy đủ, thì mình nhìn mình thấy cái nào dễ làm, mình thấy cái nào nó hợp lý, mình thấy cái nào mình nắm chắc thì mình làm. Còn thích phiêu lưu mạo hiểm thì cho mua sinh kinh thôi ha. Rồi cái vấn đề về thụ phấn lấy bông trên ngọn mọi người hiểu chưa? Ok chào à vậy anh. Ok vậy thì chắc có lẽ là vấn đề đọt nữa mọi người. Anh Thái nói vấn đề đọt, chú Thái với anh tuổi. Không phải, tức là em nói là cái dùng cái phấn của bé Thon á thụ qua cho thụ chéo cho mua sen kinh anh Đoàn, thì em chưa làm, em chưa thử nghiệm, chưa làm nên chưa biết. Có anh em nào làm rồi thì nói nha, giống như anh Thái nói là ok đó mà. Cái vấn đề đọt mua sen kinh mình một lần nữa mình nói mọi người nghe, tức là sau khi xả nhụy rồi là không kéo đọt, không kéo gì hết nha mọi người, không có kéo cơi lỡ cái gì hết. Là không có kéo cái lỡ mọi người, kéo là chết, kéo là rụng, kéo là giật hộc, kéo là méo, kéo là đủ thứ. Trái mình đang đẹp tự nhiên kéo đọt giật tà le chứ đó mà. Rồi phun thì chặn đọt mới nhắn hay chiều giờ hỏi nữa. Rồi công thức mới, nha. Mới nhắn gì, mắng nhắn gì, công thức mới là nửa chai anh viên nè, 1 kg MKB nè, một gói 7544 của TE hợp trí, phun phủ đọt chắc phun 2 cử là tiêu hết rồi. Trái được bao nhiêu ngày thì bỏ phân hóa học được? Em thấy mấy người bỏ phân ba số sớm nó rụng hết. Không phải đâu em, không phải là dùng bỏ phân ba số sớm nó rụng đâu em, là do họ thụ không thụ phân chéo á. Thì mình nói vấn đề hôm trước nói rồi, tức là khi cái mua sinh kinh mà nó được thụ với Dona thì sau khi xả nhụy khoảng 60% mọi người xem cái vấn đề nó chạy trái, nó chạy trái nhanh thì cái dàn lá nó đang đẹp, chạy trái nhanh nó tốt thì mọi người đi thẳng ba số 15 luôn, đi ba số 15 mọi người tăng trọng sớm thì sau này cái quả nó to, dù quả nó có 2-3 kg thôi. Hồi chiều anh Việt gửi cho mình là quả 5 kg luôn, 4 cái mấy 5 kg 41. Còn á mà sau khi xả nhụy mọi người thấy ở cái dàn lá nó yếu quá, ở trên yếu quá đó, và cái xu hướng nó khó khả năng nó sẽ bị giật hộc và nó chạy trái chậm, mọi người thấy chạy chậm, chạy trái chậm là dàn lá đang yếu á đó. Thì là nó yếu rồi thì mọi người đi cho nó là 12 18 hoặc 12 12 7, mình đi một cử đi, cứ cỡ một cử lúc 70% liên cử khoảng tầm 5 lạng đi mọi người, 5 lạng đi nha, cây khoảng 5 năm tuổi, 4 4 năm rưỡi đi 5 lạng cái. Đi cho nó cái xương cái ở trên trong khung công thức cũ. Thì mình đi một phát xong đó khoảng tuần sau mình kiểm tra hoặc 5 ngày sau mình kiểm tra coi là khả năng chạy trái tốt chưa, trái nó tròn chưa, nó đều chưa. Nếu đều rồi thì mình đi quay lại đi ba số 15 là ok, tại vì cái ba số 15 nó sẽ quyết định được cái trọng lượng của mọi người. Khi đó mà trong thời gian từ khi xả nhụy tới lúc khoảng 45 50 ngày là giai đoạn đó
mọi người cần chú ý hai điều. Thứ nhất, nó phải lớn đều, lớn đều. Cái thứ hai là nó phải đều học, nó không bị giật. Đó là hai cái đó mọi người phải tiên quyết. Còn để tỉa trái rồi là giật trái méo thì mọi người đúng là vườn sầu riêng mọi người phải xiên. Thì ok, để tăng được cái giá trị vườn sầu riêng của mình á, méo giật bỏ, giật học giật bỏ, nằm đầu cành giật bỏ. Và sắp tới sẽ mình sẽ có thể, em sẽ live stream để em chỉ cho mọi người cách để phân tầng trái cho một cái cành. Đầu cành để trái sao, giữa cành để trái sao, sát cành để trái sao, để cho nó đủ cái năng suất mà mình có thể so sánh được với đâu nè. À, ok anh kia hàng, ok hàng. Nhiều lắm, mấy nay là mấy anh em nhiều. Ờ, có cái tay, có cái anh bạn bữa nay mới cười lắm. Bữa đó ngông ngông, bữa nay chuẩn bị khóc rồi. Không phải ngông mà anh cũng vui quá, anh thử. Anh thụ với Dona đậu hết rồi. Xong cái đầu anh nhắn tin cho em nói là đậu quá, em chụp hình thấy em thấy là dư mà. Cái nước nó rảnh lắm, thấy dư nước rồi. Nó nói mà đậu nhiều quá thôi. Xịt cho nó, tưới nước dư cho nó rớt bớt. Ông tưới vô đầu tưới dư, mục đích ông tưới là ông để cho cái lá nó xanh lại, tại cây nó rớt lá nhiều quá. Ông tưới nó xanh lại, ông tưới, anh tưới xong sao anh tưới dư nước quá, giờ đi hết 50% rồi. Còn 50%. Cũng vui, nói, anh biết là anh biết là cãi thầy núa đè, em nói không làm thầy anh nhưng mà cái gì em biết em chỉ anh. Rút kinh nghiệm anh biết mà, nhưng mà anh thử thôi. À. Thì bây giờ mình nói, em nói vấn đề hôm nay là vấn đề là xả nhị xong nó rụng là do mọi người tự thụ. Tức là gọi là không phải tự thụ mà là cái phấn của mô sinh kinh. Mình không có thụ phấn chế bổ sung mà mình thụ phấn bổ sung thôi. Không có thụ phấn chế bổ sung, hai cái từ nó khác nhau mọi người. Thụ phấn chế bổ sung và thụ phấn bổ sung. Tức là thụ phấn chế bổ sung mình dùng những phấn của giống khác, mình thụ với cái nhị cái giống này. Còn thụ phấn bổ sung tức là mình vẫn đi quét nhưng mà lấy nhụy của nó, nhị của nó, phấn của nó quét nhụy của nó. Rồi mọi người có hỏi gì cứ hỏi đi, tại vì bây giờ cũng đang rảnh mà. Đó, cái vấn đề mà đi đọt á, hầu như là những anh chị em mà cố gắng nè, mình tỉa bông lúc mà nó mang bông á, anh đúng là anh chị em năm đầu á, khi mà cây nó có bông thì mình tỉa mình rất là gọi là nhát tay, mình không có dám tỉa. Nhưng mà từ năm thứ, khi mà anh chị trải qua cái năm đầu tiên rồi á, thì năm thứ hai là anh chị sẽ thấy là chỗ này nên tỉa, tại năm gọi nó không có đậu, nó rớt chỗ này nè, hoặc là chỗ này nó không hợp lý nè. Khi mình tỉa được cái dàn bông đó, mình kéo đọt nó nhẹ, mình kéo cái hì cái nó ra. Còn khi anh để bông trên cành, để bông quá nhiều bông, dinh dưỡng vô tập trung nuôi đó chứ, anh kéo cỡ nào nó cũng không ra nha. Tỉa bông cho nó quan trọng nhé, quan trọng chứ, tỉa bông quan trọng chứ. Khi mình dùng bây giờ nuôi 10 đứa con, nuôi 2 đứa con khác chứ, khác chứ. Bông nó mập hơn, nó lực hơn. Rồi là cái khả năng mình kéo đọt thì dễ hơn hả, rồi nó đậu trái tốt hơn. Từ ông xem mắc cua đến luôn à, bông ngu từ lúc mắc cua đến lúc sau nhiều 4-5 ngày xoay quanh đó, 4-5 ngày cộng trừ 1-2 ngày đó. Tới lúc xả nhị đó là 4-5 ngày đó, thành rồi. Bây giờ mọi người có hỏi mua sinh kinh đi, nói xong mình sẽ nói vấn đề cái amino K38 mới nhập về, nói chỉ sớm. Bây giờ là mấy nay là bắt đầu là anh đông black farm nè, quét phấn nè, nay anh Phúc mà cư bà Nga cũng 8 giờ cũng đi quét phấn ầm ầm nè. Ông nào tối nào cũng live stream quét phấn hết nè, quét đậu kê luôn chứ. Rồi mọi người, bây giờ mình nói cái vấn đề là cái vì sao mình thích cái vàng lá của em không kéo đọt theo bông được, giờ thấy đọt đang ra bông gần 30 ngày rồi. Thì đó là anh hướng dẫn chặn rồi đó, chặn đi chứ còn nói gì nữa. Trời ơi. Thôi làm lại. Cây mình 45 tháng đang xả nhị 80%, đọt mở 2 lá rồi, sáng nay mới xịt 7-8%. Được, ok. Ok đó. Xả nhị 80% hả? Cộng thêm MKB vô, 75-48 MKB mà. Cũng được, hay đó cũng được. Hay đó cũng được, nếu mà xịt chắc được mà. Mà xịt xịt phủ đọt thôi nghe, được xịt vô lá, xịt lá rớt luôn lá nha. Cái mua sân kinh đặc tính mọi người nó không có rớt liền đâu nha. Nó sẽ xả xong rồi đọt hoàn thiện, bắt đầu nó rớt.
đó, nó đi đọt vậy đó, rớt 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 ngủ đêm sáng ra đứng bị giống như là stress gì đó luôn. Mua sơ kinh Việt Nam mọi người đừng có, mọi người đúng là mình nói thật, bà con mình đó dễ, mình xin lỗi không phải là mình làm được mà mình nói, nhưng mà bà con mình thiếu cái tính kiên định, mọi người chạy theo vấn đề là lợi nhuận hay là làm nghe những cái người mà họ thiếu tầm nhìn đó, mệt lắm. Mình cũng cũng gặp nhiều trường hợp, nhưng mà thật sự mình đi làm vườn, mình đi gặp những anh em người họ làm doanh nghiệp không có tầm nhìn đó, họ đầu tư mấy chục hết họ không quan trọng, để đó năm này không được năm sau đó. Còn mấy ông hàng xóm này kia vô ổng đâu có đủ đủ tầm để ông nói chuyện với mày đâu, nên là cà phê thì thôi chuyện là bạn có ai để lo, cà phê là bạn nói chuyện chung thôi đó. Và thậm chí không, mình có biết những anh em á, họ thậm chí họ sẽ qua tới Trung Quốc, họ xem là cái thị trường mua sơ kinh nó bệnh nó diễn ra như thế nào, qua tới Malaysia coi người Malaysia làm mua sơ kinh như thế nào, qua tới La Lan, qua tới Lào để coi họ làm mua sơ kinh như thế nào, họ có làm được như mình không, hay là những cái hay những cái như thế nào đó. Ok gì à, bông 45 ngày thì đã bao nhiêu ngày nữa ngày à, bông 45 ngày thì đọt tầm khoảng 30 ngày, 30 ngày, 30 38 ngày, tức là bông nó khoảng, cái bông khoảng là một sen rưỡi là em kéo được rồi nha. Có thông tin Marathon anh em nhà Malai không anh? À, mấy nay Marathon của Malai chìm đấy, không thấy thông tin tung tích gì chưa, mấy cái shop của Malai giờ nó cũng không có gợi ý trên TikTok nữa, anh cũng có theo dõi một số trang TikTok thì không có hàng, không thấy nó làm mấy chuyện đó nữa, không thấy nó lên nữa. Lấy phấn một cây thái thì quyết được bao nhiêu cây mua xem, tùy thôi, cần thiết thì ngắt luôn, ngắt bông luôn, giờ cây thái mà trong nó đậu một đống bông đó, thì ngắt thôi, tối 7 giờ ngắt dục vô bọc như anh Sơn ở dưới Hậu Giang vậy đó, ở Sơn với Long vậy đó, qua cây thái là ngắt chừng chục 20 bông quăng cái bọc, lấy cái chỗ quậy quậy quét thôi. Được anh đang chặn đòn mà anh chặn liên tục cho em đi, anh chặn liên tục cho em đi nhé, chặn liên tục. Một xô K38 pha đường phi à, một xô K38 pha đường 15 phi, 15 phi sửa chế sáng được nhiêu ngày rồi này anh hay chị ta, anh hả? Chán được bao nhiêu ngày rồi sửa, anh chị nó anh chết bao nhiêu ngày rồi, chết bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ sửa nữa. Anh cho em hỏi khi mất cua tầng nào là mình tiến hành vào nước mạnh và vào phân để kéo đọt cho kịp xả nhị. Ok rồi rồi, cái câu này rồi hôm nay mình chỉ nhiều mình chưa lên nè. Mọi người khi mọi người làm bông á, cái mua sơn kinh nó không chịu vấn đề là xiết nước lâu nha mọi người, mình có thể thấy nó xuống lá nhẹ mình nhấp xuống lá nhẹ nắp, mà tuyệt đối không để nó có đọt nha mọi người. Đó cái đầu tiên tuyệt đối là khi mình tạo mầm mua sơn kinh thì mình nên ngắt nước từ đoạn thun và lá, nhưng mà khi mình phun tạo mầm á thì nó có vấn đề về mắc ẩm hoặc là lá đọt nó chuyển vàng nó rớt á, thì mọi người phải cấp nước cho nó cấp nhẹ đủ đủ để nó sống nha mọi người. Cái thứ hai á là khi tạo mầm mà nó được khoảng 60% á là 60 mắc cua sáng nha mọi người, sáng nha, thì là mọi người vô nước ồ ạt cho mình, tức là cái này là của phương pháp chính vụ miền Đông miền Tây Nguyên hay phải miền Tây nha mọi người, là mọi người vô nước ồ ạt vô 4 ngày liên tiếp khoảng 10 giờ trưa mọi người tưới cho mình khoảng tiếng tiếng rưỡi, tưới 3 4 ngày liên tiếp là đổ bông luôn, đổ bông hết luôn thì lúc đó mọi người đi tỉa. À rồi sau khi xả nhụy, ủa lộn, sau khi mà mắc cua nó dài nó ra thành bông, nó dài khoảng 1 cm đến 1,5 cm mọi người kéo đọt là vừa, mọi người tỉa nhẹ sơn cái mọi người kéo đọt những cái bông trên đầu cành, những cái bông giờ chứ cái dạ cành cấp 1 á là nó khả năng nó đậu rất kém và đơn giản hơn việc học rất là cao. Bông của mua sơn kinh chủ yếu, quả mua sơn kinh chủ yếu nó tập trung trên cành cấp 2 hoặc là cành thứ cấp, tức là cành cấp 1 nhưng mà nó ngã ngang, nó bị giống như là hồi đó mà nó lên một cái cành ngang là nó đâm cành này nè, nhưng mà nó mắc cái ngọn này nó thành cành này nó đi thẳng luôn, thì là nó nằm cành này, tức là cành thứ cấp thôi, gọi là cành cấp 2 lỡ đó, là nó ăn trái được ở đó. Còn khi nó nằm dưới cái dạ cành cấp 1 á, quả rất là xấu mọi người, quả rất là xấu nha, nên là mình ưu tiên mình để quả cành cấp 2 là nó ok. Và mọi người khi mọi người tỉa, mọi người cố làm cái khoảng cách nó khoảng để cho quả đó thì nó khoảng 3 tấc đi, 3 tấc nước cây lớn, 3 tấc một cành cấp 2 ra, 3 tấc một cành cấp 2 ra, trên nó nằm trên cành cấp 1 thì nó năng suất đảm bảo cho mọi người. 3 tuần hả, 21 ngày hả,
À, khó sửa nha. Khó sửa lên 31 ngày khó sửa rồi. Tầm 2 tuần 10 ngày sửa được. À, bây giờ anh nên chăm cho cơm nó đẹp đi. Rồi bán chợ đỡ. Làm sao làm lại chứ bây giờ em cái đó em cũng không được, em chỉ làm hại người ta. Tại vì em chỉ bây giờ anh phun G3 sữa, anh phun liều G3 lên trái nó tròn nhưng mà G không học, giỏi không à. Anh bán mất uy tín vậy sau này khó lắm, người ta thấy mình ta sợ. Rồi tạm thời gì đi anh cứ chăm cơm đi. Đừng quan trọng mẫu mã này, cơm ngon thì gì nữa anh bán giá rẻ xíu. Ừ. Trái mua còn nhỏ thì tròn tới khoảng 4-5 ngày thì méo rồi. Anh có thủ khoán chéo không hay là anh nhỏ cho anh tự thủ khoán đúng không? Tự thủ khoán chuyện bình thường. Ừ. Và mua sen kinh mình có bữa trước mình có chia sẻ quy trình á, thì anh chị em nào muốn coi thì đọc lại là mua sen kinh nó chịu dinh dưỡng liên tục, nó không chịu dinh dưỡng ngắt quãng giống như Dona. Ví dụ một cái cây đó một tháng nó cần khoảng 1,5 kg NPK đi, nửa tháng chứ, một tháng chứ, tháng 1,5 kg NPK hoặc 2 kg đi, thì mình phải chia ra 4 tuần, mỗi tuần nửa ký cho nó. Rải, mình không thể là mình dập một cái 1 ký cho nó được, hoặc là dập 1,5 kg nó được, mình phải rải, dàn rải ra cho nó đó. Như thế thì nó mới đảm bảo được vấn đề là dinh dưỡng liên tục vào cái quả mua sinh kinh. Tại vì cho nó như là đèo bồng á, đèo bồng nheo nhóc con cho con đứa 2 kg 2 kg nheo nhóc hết trơn, thì cái câu chuyện dinh dưỡng liên tục mình phải đảm bảo cho nó. Ừ. Đảm bảo cho nó. Rồi cái vấn đề thứ ba mà mình phát hiện và mình đợi đến thời điểm này mình mới chia sẻ cho mọi người là cái thằng mà hôm qua mình mới mới nhập cập cảng á. Dạ. Thì nó là dạng Việt Nam mình gọi cái tên thân thương dễ nhận diện là K38 đi. Đó là K38, nó là kali hữu cơ 38, kali hữu cơ thực vật K38. Là 38% kali, 12% amino và trong đó một số amino acid mà gọi là thực vật tổng hợp được. Tổng hợp gọi là giống như là chức năng ấy, thực phẩm chức năng của một người ấy. Mình có post cái hình ảnh nó lên cho Facebook, mọi người rảnh mọi người cứ coi nha. Thì cái thằng đó nó một có một cái ưu điểm như này, trước khi xả nhụy tầm 15 ngày mình đã cho tưới 2 cử, mỗi cử cách nhau 5 ngày, tức là ngày thứ 30 30 và ngày thứ 35 mình tưới 2 cử. Thì sau khi nó xả nhụy nó chạy cháy rất là đẹp đó, chạy rất là đẹp, nó xả nhụy giống như là cái bông nó rất là cứng cáp, cứng cáp, cái cuống nó cứng cáp, nó dẻo, nó rất là dẻo, nó rất là dẻo mọi người. Thì khi đó mình bắt đầu là mình sẽ 70% là thay vì mình bón mình tưới kali hơn bón 12 12 11 18 hoặc là 12 27 thì mình sẽ tưới tưới K38. Mình tưới nó phát để cho nó chạy chạy nhanh. Thì khi mình tưới mình mới coi cái lượng quả trên cây. Tại cây của mình 36 tháng rồi chứ không phải cây mình là được 45 hay năm mấy tháng đâu. Đó mình coi cái lượng bông một lá luôn. Thì mình nói chết mẹ rồi, bây giờ mình không thủ phấn chéo thì tại vì cái đợt đó mình chưa nghiên cứu vấn đề là Dona nó là mua sinh kinh nó phải trước Dona 10 ngày thì nó mới ra được cái bông đồng lọt, thì lúc đó còn lọt trò không đủ phấn đó để tưới. Ừ. Thì mình mới chăm cái thằng K38 mình tưới, mình pha 1-300, mình lên 300 mình tưới cho toàn vườn mua sinh kinh hết, thì những cái quả nó đậu nó tròn mình gửi đến mọi người coi, thì mọi người nói là công thức bí mật á. Thật là mình chưa có xác nhận, mình không dám đưa ra, nhưng bây giờ nếu mọi người đã có bị vấn đề đó thì mọi người nên dùng. Mình nên dùng, không phải mình bán hàng nhưng mà mình lấy nó chất lượng, là mình sau khi mình thử nghiệm xong mình mới đàm phán với nước ngoài để mình đem về đó mọi người, chứ không phải cái này là hàng của Malaysia, hàng của Malaysia. Và vì mình là người rất là đam mê mua sen kinh nên mình đàm phán với họ rất là dễ đó, là mình không có độc quyền tại Việt Nam luôn, đàm phán và họ đòi hỏi một số cái khác từ từ mình ở mua sen kinh ở Việt Nam nên mình cũng không tiện nói, nhưng mà mình đánh đổi đó, mình đánh đổi để mình có cái sản phẩm này để mọi người sử dụng, mọi người trân trọng xíu. Ừ. Mua em mới trồng em muốn hỏi anh K38 sẽ được. Ok. Khi mình đọc cái công thức mà thực tế, tại vì khi về Việt Nam nó sẽ phải biến đổi công thức để được lưu hành, để được chuẩn hóa theo công thức Việt Nam, nhưng bản chất tại cơ sở đó là nó là thành phần được test ra, đó là kali hữu cơ 38%, lưu huỳnh 10%, organic hữu cơ là 20%, cái gì nữa, cái hàm lượng amino acid là 12%. À, hầu như những cái đó nó sẽ đảm bảo được dinh dưỡng cho những cái giai đoạn của cây hết. Và mình có một phát hiện rất là hay, tức là khi mình trồng mua sen kinh á, có những thời điểm là cái cành nó tím tím, nó không có đủ lực để nó mang trái ha. À, mọi người thấy để không, thì khi mình tạo mầm nó không ra bông, nó không đủ độ già, không đủ già. Và cái lá, thường thường cái lá ngọn của cái mua sen kinh mình không nói mua sen kinh nó toàn vừa sầu riêng luôn, khi mà nó bị cháy lá ngọn á
là cái khả năng đi đọt rất là kém nha mọi người để ý. Và mình sử dụng cái kali hữu cơ 38% này nè, mình tưới thì cây nó hừng lại và nó tăng cái độ già của cái cành mang đáy, cành cấp 1, cành cấp 2. Và cái kích thước của cái thân á, cái thước cành nó sẽ tăng một cách nhanh chóng, nhưng mà tăng theo kiểu thân nứt thân nha. Nó tăng lên và nó phát triển theo kiểu là tôi già hóa để kịp tôi vào giai đoạn kinh doanh. Đó, tôi càng già hóa tôi vào giai đoạn kinh doanh. Đó, rồi cái khả năng mà mình test nó ép nước ra ngoài thì mọi người hiểu, tức là kali cao thì nó sẽ có xu hướng đẩy đạm và nước ra khỏi quả. Thì cái phẩm chất quả thì mình không phải bàn rồi. Mọi người làm nông nghiệp mình cũng biết là cái kali hữu cơ nó như thế nào, tác động tới cây như thế nào. Đó. Thì cái phát hiện này là mình không dám đưa ra, nói thật mình không dám đưa ra tại thời điểm đó, tại vì nếu mình đưa ra là mình không có hàng, nếu mình không có hàng mình chưa nắm yên tay chứ không hàng. Cái hai là mọi thứ nó chưa có chắc chắn, tại vì quả mình lúc đó có 10-12 ngày nó không chắc chắn được. Nhưng mà tới thời điểm này là chạy ra điều cho nên mình khẳng định nó phương án là một phương án thứ hai sau cái phương án thụ phấn chéo với Dona đó mọi người. Thì năm nay là qua rồi, năm nay là hầu như những vườn bắt đầu xả nhụy hết rồi, nên năm sau mọi người sẽ ứng dụng rất là mạnh. Nhưng mà năm nay mọi người sẽ ứng dụng quá trình là sau xả nhụy nè, những cái vườn hiện tại đang xả nhụy mà nó rớt nè, nó bị đậu phấn kém, thụ phấn nó kém, nó bị lép á, mọi người thử đi, nó sẽ có tác dụng một phần nào đó về 70-80%. Mình hy vọng nó sẽ 70-80% giữ cái vườn cho mọi người, nó chống trụng cho mọi người. Đó. Còn mình lúc đó mình nghĩ thôi chết mẹ rồi, nó rụng hết rồi, nhưng mà cũng nó không rụng luôn. Mình được hàng mẫu, mình thí nghiệm mà mình cứ làm thoải mái câu chuyện của mình thôi. Đó, mình thí nghiệm trên vườn của mình, tại vì cái vườn mình 36 tháng mình không làm đặt nào vấn đề là phải có năng suất. Nhưng mà nó đậu ngoài mong đợi của mình. Đậu mong đợi mình. Và đối với Thái á, gai chạy xanh cực kỳ luôn. Xanh chành luôn. Mà vàng lá nó vẫn giữ rất đẹp. Nó không bị cháy, nó không bị nắng. Mà mọi người đi là cái vườn của mình đó chứ trong đồng là nắng nó không bị cháy. Nó cháy nó ít, nó đốm đốm mà ngoài nó không cháy được lá. Đó. Đó, mà mình thấy mình không có thần thánh sản phẩm này, nhưng mà mình thấy nó khá là ok về cái nguồn đạm thực vật. Đó, đạm thực vật mà chiết xuất mà nó làm dạng theo gì, mình thấy ban đầu mình cũng rất là nghi ngờ thôi, mà chính xong có những sản phẩm như thế này. Đó, nhưng mà mình ứng dụng một sự kiện nó khá là hợp. Cứ hỏi người úp mở mấy anh em cứ hỏi hoài hỏi thôi, bây giờ sẵn hàng nó về cảng rồi đó. Thật ra hàng cũng không nhiều, với hàng về có được 7 tấn, 700 thùng, 7 tấn thì mọi người chốt sáng giờ cũng muốn hết á. Lô hàng sao chắc tầm tuần nữa, tuần 10 ngày nữa về lại. Đó, nó không phải quay quanh trong mua sơn kinh mà nó quay quanh trong sầu riêng nè. Mình có một cái đội làm về kỹ thuật á. Anh Hùng à. Ok. Mình nói nhưng mà mọi người đặt hàng thì hồi nãy mình có đăng cái dùng đấy mà. Ok. Mình cái nó quên ta. Cái nói cái gì mà? Cái số điện thoại đặt hàng mà em có gửi để trên cái trang chủ mọi người, em đọc mọi người là gọi 0909 544 818, gọi cho Lon để đặt hàng, Lon bố trí giao hàng. Thì giá nó bây giờ giá bán lẻ mình ký hợp đồng phân phối độc quyền tại Việt Nam á, là 1.625.000 một thùng. Mọi người thì nó pha được khoảng đâu đó là 15 phi 3 lít, tỷ lệ 1:300 á. Thì anh chị đặt hàng thì cố gắng điện Lon để chốt sớm, nhưng thôi nó hết hàng, cái này giờ 10 ngày nữa, mình khi 10 ngày nữa những anh vừa anh chị lúc đó thúc thời điểm đó thì nó không có, nó đang gặp sự cố mà để chờ hàng vậy nó cực lắm. Lúc mà đang ngon ngon tự nhiên hết hàng mệt lắm. Vậy ta cái mua sơn kinh của Việt Nam thì hiện tại rất là nhiều nước chú ý, mà nhiều nước chú ý lắm, từ Thái Lan họ cũng chú ý mình, Malaysia họ cũng chú ý mình, ông lớn Trung Quốc họ cũng chú ý mình đó, tại vì hiện tại là những cái công đầu tiên nó đang tiến quang quá lớn ở Trung Quốc đi, nó dẫn đến tình trạng là cháy hàng. Mà hôm qua hôm kia Tùng cũng là người bạn cũng xuất được 2 công ở đó và phản hồi cực kỳ tốt ở đó nữa. Bây giờ mua sơn kinh là một cái gì đó, là một phương án nó tương đối tốt ở Việt Nam. Khi mình hiểu được về nguyên lý hoạt động, nguyên lý sinh trưởng, rồi sinh lý của nó, rồi là nguyên lý về làm bông, nguyên lý về nuôi quả, nguyên lý để quả như thế nào, thì
theo cảm nhận của mình em, ngày xưa cái Dona nó cần khoảng 10 năm, tức là 5 năm kiến thiết và 5 năm kinh doanh mới hoàn thiện được cái chuẩn quy trình. Còn đối với cái mua sân kinh của mình á, không có 3 năm nó sẽ là một, nó sẽ đứng ở một vị thế top 1 luôn, nó không còn là top 2 sau nào, nó là top 1 luôn. Về về cái loại quả mà sầu riêng được tìm kiếm và sử dụng nhiều nhất Trung Quốc. Thì mình có nói vấn đề về kỹ thuật, xong rồi kỹ thuật nè. Cái hiện tại mình đã bố trí được nhân sự tương đối nha mọi người. Hiện tại là khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang, thì tạm thời là mình sẽ nói anh Đoàn hỗ trợ, rồi mình có bot số điện thoại thông tin trên nhóm của mình. Còn ở Đắk Lắk á, thì mọi người liên hệ Thức, có Thức có số điện thoại. Thì ở Kon Tum hiện tại là mỗi sổ được 5 ngày, khi nào tưới cali anh có sổ được khoảng 70% anh tưới được đó, anh Hùng, tức là vườn mình sổ 70% trên tổng lượng cây và tổng số lượng bông luôn nha anh. 60-70 là được. Để lát nhé Phúc ơi, vườn anh chắc nhiều à, vườn anh đổ nhiều á. chắc để lo nữa chuyển cho đất nhanh mà. Quay lại vấn đề là kỹ thuật nào. Hiện tại là Kon Tum là mình đã có một bạn phụ trách, có Đạt phụ trách, thì Đạt sẽ chăm sóc anh em trên này. Tại đó mình rồi em thì em cũng muốn đi lắm mọi người, nhưng mà em bận quá, em tốn em cũng như là bây giờ có hai chân hai tay à, cũng có nhiều thời gian đó à, nên là không có dành thời gian nhiều cho mọi người. Rụng hả anh Hải? Rụng rồi hả? Rụng nhiều không? Gửi em coi coi. Gửi em coi nha. Cái thời gian của em thì cũng có giới hạn, em cũng muốn hỗ trợ. Thật ra là lúc xin kinh nó đi xuống á, nó bị truyền thông nó dòng vùi dập và bị nói chung đủ thứ câu chuyện á, thì em cũng cũng một bỏ tiền túi ra em đi hỗ trợ mọi người, thì cũng một phần một số chỗ anh em tin tưởng thì họ trả chi phí cho em, thì em cũng muốn đi hỗ trợ cho mọi người từ những cái vườn mua sân kinh mà nó không được kỳ vọng đó, thì đến nay nó cũng tốt hơn, mình cũng vui. Để lát em nhắn số cái thứ Đắk Lắk ha, để xíu em nhắn luôn cho Thức rồi ta. Thức có em Thức ơi, để lát em nhắn số như mọi người nhớ follow hoặc kết bạn với em trên Facebook nha. Rồi một lát mình sẽ nhắn thông tin những các bạn kỹ thuật, số điện thoại luôn, mọi người cứ gọi. Thì mà thực chất những các bạn này á, bây giờ là những người em tin tưởng, thật sự em rất là tin tưởng về cái tâm trong nghề và cái đam mê về cái sầu riêng đó. Họ sẽ không vụ lợi câu chuyện là phải bán và ép mọi người mua phân, mua thuốc, mua đủ thứ. Mọi người cứ thích cái nào mọi người xài cái đó, và mọi người càng mọi người hỗ trợ thì em thật là em đã có tư vấn cho mọi người, cho cái anh em kỹ thuật của em á, là mình làm mục đích là mình thu quả lại để mình xuất khẩu, và cái đó nó lợi nhuận. Khi nó có lợi nhuận như thế là bà con bán cho mình cũng thấy vui, và mình bán được hàng mình cũng thấy vui đó. Mình buồn quá qua năm mình. Ok anh Hải, ok Hải. Bây giờ nó rụng rồi thì chăm lại thôi anh, chăm lại đi rồi bắt đầu tới mùa anh em hỗ trợ. Nhưng mà em bây giờ là em bố trí nhân sự nha. Thì em mục đích em nhập cái K38 này nó về nó cũng có nhiều mục đích. Cái đầu tiên là nó tốt, nó khắc phục được cái vấn đề là sao sổ nhiều nó rụng đó. Điện có liên hệ Thức có chung, để lát như nhắn số Thức với bạn giống mọi người lên lên dân chủ cho mọi người gọi. Để lấy số Thức cho mọi người, để cái danh bạ ra. Mọi người đợi đẹp xíu nha, lấy cái danh bạ em đọc cho số cho mọi người luôn luôn nè. Danh bạ. Mọi người cố danh bạ Thức rồi. Thì á mọi người cứ ví dụ bây giờ không phải gọi Thức số xuống liền, nhưng mà rắc rắc mọi người lưu số điện thoại nè, 0973 377 423 là số của Thức nha mọi người. Đó, Thức sẽ tại vì ở bên 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 khu vực Đắk Lắk là mình sẽ Thức nó sẽ đại diện, và nó sẽ em ấy Thức sẽ bố trí kỹ thuật để mà hỗ trợ cho anh chị nha. Nói chung là được mà, có gì đâu, thì bây giờ quy trình nó có sẵn rồi, anh em tới hỗ trợ thôi.
đâu có ghim được, ghim thì ghim trên nhóm rồi Đức, dắt ghim nha. Rồi quay lại vấn đề là là mua sơn kinh đó. Thì hồi nãy tới đâu ta, nói tới vấn đề ở khu vực Đắk Lắk mọi người gọi 0973 377 423 là số của Thức Thức nha. Mọi người mua mọi người gọi Thức để mà tư vấn thì Thức nó sẽ đưa phương án cũng giống như là Thức hiện tại là cập nhật tình hình trên đó. Ở Gia Lai tạm thời là chưa anh, em hiện tại mới con tôm em đi Gia Lai nè. Gia Lai thì chắc trước mắt để cho bạn Đạt hỗ trợ, nhưng mà sắp tới sẽ thay tuyển một người để mà phụ trách Gia Lai, thì con tôm chạy xuống Gia Lai xa quá. Ở Gia Lai thì từ từ, Gia Lai thì hiện tại nó bắt đầu nó xả nhụy, mà xả nhụy rồi, bắt đầu xả nhụy rồi. Nuôi trái này kia thì từ từ từ. Cây hai có bông và bắt đầu sổ có bông đầu thì thời gian vô phân đó được không anh? Bây giờ em thích là như này, cây hai có bông á thì anh coi bây giờ có bông đầu bao nhiêu phần trăm, có bông thứ hai bao nhiêu phần trăm, có bông nào nhiều và có bông nào đẹp, anh sẽ tập trung vào có bông đó và anh bỏ bông kia đi, anh bỏ bông kia đi, tức là quy trình anh sẽ chạy cho bông nào đẹp nhất, có bông kia nó có vấn đề gì kệ đó. Ví dụ có bông đầu nó xả nhụy được, anh phải nắm là có bông đầu xả nhụy được 70% là anh chạy quy trình, tại vì có bông đầu đẹp nó nhiều. Nếu mà có bông thứ hai nó đẹp nó nhiều thì anh quy trình chạy theo con thứ hai, anh kể con thứ một đi đó, mình phải chấp nhận lấy một bỏ một vậy. Để khi em nói nha nè, thời điểm khi anh thu hoạch đó, nó rất là cực, tại vì thời điểm đó anh phải ngắt nước 10 ngày hoặc là nhanh lắm là 7 ngày để anh lên cơm người ta mới thu hoạch đó. Thì khi đó cái cổ bông thứ nhất anh ngắt mà cổ bông thứ hai nó đang phát triển, anh ngắt cho cái đợt trái thứ nhất nó lên cơm thì thứ hai nó không lớn đó, mà anh chăm vô cái bó bông thứ hai thì bông thứ nhất nó bị over, nó bị heo, nó bị đủ thứ câu chuyện, nó giật nó tùm lum, dinh dưỡng nó không đúng đó. Đúng rồi anh gọi 09 đặt hàng á, đặt hàng của em cũng được, hoặc anh gọi lon đi 0909 544 818, 0909 544 818, mọi người gọi đặt K38 nha. Em đang xây dựng hệ thống phân phối cái K38, sắp tới nó sẽ phân phối thì em sẽ đưa số phân phối cho mọi người. Kéo xuống nãy giờ nói dù cổ bông rồi rồi ok. Cái cổ bông là mọi người phải ý nha, tức là mọi người khi hai cổ bông mọi người maximum á là nó cách nhau khoảng 15 ngày đổ lại. Nếu mua sen kinh 10 ngày thì đẹp, hai cổ bông mọi người hai cổ bông 10 ngày thì đẹp à. Và làm sao để nó đều, mình em nói mọi người luôn một lần này là mọi người thấy ghi nhớ này, được 338 dùng được một không đúng, được hết sầu riêng, dùng được hết sầu riêng nè, chanh dây nè, mít thái nè, được hết, nó tăng phẩm chất chất cây ok lắm á. Em nói lại một lần nữa vấn đề về cổ bông nè, thì mọi người làm bông á nó ra chưa đủ bông, ví dụ nó ra khoảng 3-4-5% đi, mọi người gắn mọi người xiết nhưng mọi người nhấp nước, tại vì mọi người không nhấp nước là cây nó bị sung lá, và mọi người vô nước mọi người sợ là nó không ra nữa đó nha. Thì mọi người nhấp nước là những cái cổ bông đầu nó đủ nước nó sẽ chui đầu ra đó, chui đầu ra thì những cái mắt cua thứ hai nó sẽ ra chậm chậm, thì mọi người đang bị hai cổ đó, mà thấy hai cổ con rồi ok. Thì mọi người muốn nó đều, ví dụ nó ra mắt cua rồi mình thấy mắt cua trên cây đủ quá trơn này, mắt cua này mắt cua được 50 năm, được 50-60% rồi, mọi người vô nước cái ào cho em, vô nước cái ào thì cái mắt cua đang có nó cũng chui đầu ra, mắt cua vừa ra nó cũng chui đầu ra luôn, là nó cổ bông mọi người nó rất là đẹp, nó rất là đều đó. Mọi người hiểu không, mọi người hiểu cái nguyên lý tại sao mình dập nước không, dập nước để cho bông có đều đó, cái này là sư phụ dạy đó chứ em không phải em nghiên cứu đâu nha, sư phụ em dạy em á. Đối với thái nó cũng vậy luôn, tức là mọi người thấy nó ra bông nhiều cổ bông thì mọi người canh canh mắt cua nó ra được 50-60%, mọi người dập nước là nó đều, dập nước vô là nó đều, và dập nước xong mọi người thấy nó bắn đọt là kéo đọt luôn, rất đẹp, rất là đều đó, đó là cái cách em làm thôi cho những cái vườn sầu riêng hiện tại rồi. Thì cái lợi thế của mua sinh kinh Việt Nam mình nó đang có nhiều. Dập một tiếng hồ 10 giờ trưa dập, làm sao từ khi làm bông đến giờ nó cứ vàng vàng không xanh, coi chừng dư bo á, coi chừng phun bo nhiều hoặc là phun canxi, mà canxi già không nhận chi lát nó cũng dính đòn nữa nha. Dư bo nhiều, đa số là vàng vàng nó bị dư bo. Coi cái nguồn bo đó coi,
con đường bo em xài bo nào, em xài chỉ có bo hợp trí để cho nó xài cái bo trắc á, bo trắc hợp trí hoặc là cái Boroka hoặc là Kakashi á, cái nào cũng được, xài mấy cái đó thấy thấy ổn á. Đi toàn đi quảng cáo hàng cho người ta không, mốt kiếm hàng của mình đi, có hàng xịn xịn về nhập tiếp. Đó, bây giờ hầu như là những cái cây nó đang mang trái này, nó đang mang bông hết, nó chuẩn bị xả nhụy hết này, thì mọi người cái quy trình làm bông bây giờ chỉ cho mọi người nó cũng không có tác dụng. Đó, chuẩn bị vụ sau đi, vụ sau bắt đầu là em sẽ canh em phổ biến cho mọi người. Đó, canh em phổ biến cho mọi người. Thì cần thiết giờ có kỹ thuật á, nó chạy nó hỗ trợ cho. Nó hỗ trợ cho mọi người. Em trước giờ em ít live stream lắm, mà từ khi có mua sân kinh này là em live stream liên tục, lười kiểu như bị siêng á, thấy tự nhiên thấy mọi người thích thích cái mình cũng cứ ham ham rồi. Mình quay lại với cái kali 38%, kali hữu cơ, thì đây là một sản phẩm mà mình rất là tâm huyết, rất là tâm đắc. Nó có thể là nó mang nhiều một cái yếu tố về về một cái dòng sản phẩm mọi người đang ngần hơn là cái dòng sản phẩm đi ra để cạnh tranh, nên là khi mà mình đưa ra, mình khi mà em trước khi em nhập về xong em chưa có đưa lên mạng á mọi người, là em đã nói chuyện một số anh em phân phối, thì họ nói ở cái hàng này hiện tại thị trường nó không có, và nó có thì hàm lượng cali rất là ít, hàm lượng cali rất ít mà nhưng mà cái hàm lượng đạm nó lại cao hơn, thì không khi nuôi trái nó sẽ bị đi đọt, mọi người không dám đó, mọi người không dám. Thì nó bây giờ đó là, nhưng mà đi cái kali kia thì thứ nhất giá nó cao, thứ hai nữa là nó là kali hóa học, thì liệu rằng nó có bị cháy múi hay không, liệu rằng nó có bị chậm lớn của trái hay không, liệu liệu rằng nó nhiều cái yếu tố, và khi mình cân đối cái lượng vào đất nó không phù hợp thì nó xảy ra nhiều hiện tượng khác. Đâu có nó bị dư bo Đức. Ừ, lát nhắn cho nó chụp hình gửi cho anh, tức là nó dư bo, nó sẽ bị vàng cái bông đi, nó có rất là nhiều nguyên nhân nó vàng bông, nó bị bệnh cuốn rồi nó bị chích thuốc chẳng hạn, chích thuốc đêm chích thuốc mà nó bị ẩm, nó bị vàng, nhưng mà đúng đa số là bị dư bo khi mà mang bông. Mọi người xu hướng xịt canxi bo hoặc xịt bo trắc, xịt bo này kia, thì những bo canxi bo thì cái bo nó xài vừa đủ thì nó ok, xài dư quá nó vàng bông, xài thiếu thì nó không lớn vậy thôi đó. Ừ, đó là dạng vi lượng mà. Thì mọi người bo nó sẽ có trong combi, combi nó có nè, bo trắc nó có nè, canxi bo nó có nè đó. Đây cái quay về cái amino đi, để amino xíu đi, để xíu đằng đằng ớt bữa nay giới thiệu amino mà. Thì cái mình là lần đầu tiên cái sản phẩm là lần đầu tiên mình em làm vấn đề em nhập khẩu phân bón mọi người. Em trước giờ em chỉ làm cái phân trùng quế thôi, phân trùng quế và amino trùng quế thôi. Ừ đúng rồi đó, nó rụng tè le luôn đó, sao gì trong nó rụng lấy gỗ để đựng luôn đó. Nhưng mà không sao đâu, như bo thì cùng lắm tưới tưới nhiều nhiều nước xíu đó, phun thêm kali lên đó. Và thường thường amino là tốt, amino lên giữ amino là tốt. Ừ, cái thì mình em là em hôm qua em hồi sáng nay em đưa lên group em cũng rất là ngại, tại vì em cái group cái hội mua sinh kinh của em của mấy anh em đang làm vườn á, rất là ngại, tại vì cái group đó em không cho có bán phân bón á, kiểu trên đó. Nhưng mà anh em thấy hôm nay cũng khá tốt, em cũng đăng Zalo Facebook thôi, em cũng dám đăng lên nhóm, giờ lên nhóm đó mấy anh em biểu quyết mình ok, giờ anh có giới thiệu thì em mới giới thiệu. Tại vì bây giờ nếu mà 700 thùng về hay là 2.000 thùng về em đưa các tỉnh phân phối nó cũng hết, nó không đủ hàng đâu. Nó thật trong giai đoạn này là hầu như là không đủ hàng. Những cái dòng như thế người ta rất là K38 nuôi trái làm cơm thay phân hóa học được không? Hay phải hợp à? Làm sầu riêng đừng có nghĩ tới hữu cơ nha. Hữu cơ nhiều là một lợi thế, nhưng hóa học nó quyết định được nhiều thứ của cái sầu riêng lắm. Mưa lâu chưa Đức ơi? Mình mới được mua 8 định mỗi tuần xịt một lần nữa gần một phần thấy không? Anh Kiên ok nè, cái quy trình nó vẫn phải chạy, em anh hiểu không, nó vẫn phải chạy. Còn cái kali 38 là nó là một dòng phân bón bổ trợ, tức là anh khi bón xuống nó nằm ở đó và nó chỉ bổ sung khi cây cần, nó không ép cây ăn,
đó. Ví dụ bây giờ em nói anh một cây cần đó, nó mắc sống à, một cái cây á, một cái cây mua sơn kinh á, nó mang 100 quả chẳng hạn, 200 kg đi, thì cái lượng NPK, cái lượng mà 3:15 tối thiểu để anh có thể bón cho cái cây đó là 7 lạng, là 5 lạng cho một tuần đó, là cái trái nó sẽ tăng kích thước. Ok, bây giờ một như vậy tôi sẽ tăng được 1 lạng chẳng hạn đó, thì khi mình dùng thêm bổ sở này thêm thì có thể tăng được 1,5 lạng, rồi cái vỏ nó thể mỏng hơn, ra nó thể đẹp hơn, và cái khả năng đậu trái tốt hơn, nó không còn sinh lý đó, như thế. Chứ không phải là anh thay hoàn toàn hết cái vấn đề về hóa học. Ai làm không muốn hữu cơ, nhưng mà hóa học nó cũng quyết định rất là lớn về vấn đề đó. Bản chất của cái kali 38% nè, thì em cũng chia sẻ mọi người luôn, thì đó là bí quyết nên em, nhưng mà em cũng nói sơ sơ mọi người là nó xuất phát từ cái thực phẩm chức năng dành cho người, và đó là sản phẩm thứ cấp, trong thứ cấp, và đó là bản chất nó có thể ăn được, tức là cái sản phẩm thượng tầng chứ không phải là cái K38 nó ăn được. Nhưng mọi người, bản chất của nó, cốt lõi của nó là thực phẩm chức năng, và cái phòng thứ cấp của nó là dành cho phân bón, thì em thấy nguồn gốc mình cũng ok. Lịch sử là kali hữu cơ, tức là từ thực vật, bản chất cũng ok, nguồn gốc cũng ok, rồi là ứng dụng thì mình thấy cái hấp thụ được nó cũng ok. Có thể dùng thay thế phấn thái được không anh? Được em, anh nói thật bây giờ, nếu mà anh nói anh có kiểm chứng nha, tức là làm anh có kiểm chứng, em có thể bón 2 lần trước xạ nhụy, tức là tưới 1 lần là 30 ngày, ngày thứ 30 bông, ngày thứ 30 đến ngày tí bông ngày thứ 35 hoặc 37 1 lần, là 2 lần sau xạ nhụy 60% em tưới 1 lần, và sau đó là em cứ tưới liên tục 7 ngày, em làm lần 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 lần, lần hết gọi như này, thì á là anh thấy là nó khả thi, tại vì anh đã thực nghiệm trên vườn của anh để cho nó kết quả, thì anh mới dám khẳng định. Còn mình không thể nào mình nói chơi chơi được mấy cái chuyện này, vườn người ta vườn tiền tỷ, đụng vô bạn là chết. Mình anh cũng tìm cái sản phẩm này khá lâu rồi đó, cái nhỏ qua được cao đó, được thoải mái, như anh đã nói đó, nó giúp tăng cái khả năng bản chất nó là amino 12%, bản chất amino là 12% nha. Bón gốc anh Kiên ơi, tưới gốc tốt nhất, tưới gốc tốt nhất nha anh Kiên, phun cũng được luôn, nhưng mà anh tưới gốc đỡ công, với lại là nó từ từ nó ăn. Cái cây nhỏ thì nó sẽ tăng được cái khả năng đề kháng, và nó sẽ giống như là chống mới về cái biến đổi thời tiết hiện tại nè. Thứ hai là nó giúp cái cây nó lá nó vững hơn, hệ rễ tốt hơn, và những cái cành đó, em để ý khi em xài K38 những cành nó đã lắm, nó đi vân nhìn đã lắm. Nó đi nó cho no, nó tròn, mà nó nhìn nhìn nó kiểu như là đầy sức sống, đầy sức sống vậy, kiểu như người có cơ bắp vậy. Anh thấy anh đi anh làm rồi anh thấy nó cuốn cuốn quả này cũng đẹp nữa, cái cuốn của cái quả cũng đẹp nữa, mà mình đưa thần thánh quá hồi ta chửi mình nhưng mà những cái này là anh thực nghiệm rồi anh thấy thì anh chia sẻ. Còn những cái chuyên sâu, ví dụ như bên kia nó nói với anh là nó tăng phẩm chất phấn hoa, để nó bây giờ tôi phải thực nghiệm, nhưng mà khi mà anh sử dụng thì anh thấy nó ok, nhưng mà nó tăng phẩm chất phấn hoa là hoa nào, bây giờ hoa mua sen kinh này, bây giờ cũng được đó, rồi 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 tới hoa thái hoa gì sao chưa thực nghiệm chưa nói được, thấy mua sen kinh là được thì mình nói được. Khi mình cầm sản phẩm trong tay, mình thấy sao tự nhiên cái duyên mình gặp được sản phẩm này đem về, đánh đổi đem về, đánh đổi cho mọi người. Thì ngày mai mình bay về Sài Gòn, chiều mai bay về, thì sáng mốt là anh tổng đốc anh bay qua anh gặp mình, anh cũng mê mua sân kinh, tín đồ mua sân kinh đó mọi người, đồng mua sân kinh này. Một xô là 15 phi chị ơi, chị Ngọc không ta chị, giống chị Mai hả? Chị Mai lâu chị, một 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 xô tưới được, một xô được 15 phi, chị lấy đại 5 xô về để dành đi, chứ đứt hàng nhiều khi hàng về không kịp nha. Em nói trước nghe, mấy anh mua xong về xài được cái đầu tự nhiên điện liên tục, trong khi hết hàng là phải chờ nha, nói trước. Em lấy sạc điện thoại hết pin này.
Ký ký, một xô 10 ký. Một xô 10 ký. Đó là dạng gel mà, nó dạng gel mà. À, mọi người nhớ mua K38, mọi người nhớ mua ủng hộ phân trùng nhé nha. Dạo này phân trùng bán cho mấy vườn quả đậu được ba mấy ngày. Ngày tốt lắm. Bón nhà vườn giờ nó xanh chảnh chưa. Được, được hết. Pha đúng nồng độ, không sao đâu Phúc. Anh Phúc cứ biên độ nó em cho thể thép là 10-15% cũng được. Tăng hoặc giảm không, nó không, nói chung là nó là dạng hữu cơ, nó sẽ không tác động nhiều nóng cây đâu anh. 1.625.000 anh nút soi. Trời, bữa nay tôi livestream tôi bán hàng luôn trời đất ơi. Cái này chắc qua Trung Quốc livestream bán học tiếng Trung qua từ Việt Nam livestream bán sầu riêng mua kênh online qua Trung Quốc quá. Đam mê quá rồi. À. Nhắc mọi người đó nè. Cái mua sân kinh á, nó rất là dễ bị ngộ độc bắc lo nha mọi người. Đó, nó rất là dễ bị ngộ độc bắc lo, bắc lo butazon á. Thì mọi người xài cái bắc lo mình khuyên nè. Mọi người chỉ sử dụng khi mà cần thiết. Tức là mình tặng mầm lần 1, lần 2 hoa nó ra yếu hoặc ra ra không đều. Và đó những cây tơ thì mọi người sử dụng, mọi người cách sử dụng mọi người như thế này. Mọi người phun giả cành, và mọi người chỉ phun ướt vừa đủ ướt cái mặt dưới lá thôi, hạn chế nó rớt xuống đất nha mọi người. Tại vì ở dưới miền Tây người ta làm, người ta giả bạc, người ta đại bạc. Thì khi đại bạc xong người ta mới phun bắc lo, người ta mới lên bắc lo và lên bắc lo. Thì lên bắc lo nó rớt xuống bạc, nó đi theo dòng nước đi ra ngoài. Còn đối với vùng miền Đông Tây Nguyên mà lên bắc lo nó rớt xuống đất nằm đó luôn. Nằm đó luôn thì mọi người hiểu vấn đề bắc lo tồn tại trong đất rất là lâu. Rất là lâu. Thì tới mùa sau mọi người muốn làm đồng loạt cũng khó đó. Nó tự ra, tới đó tự ra, thậm chí bây giờ nó thu hoạch xong nó ra tùm lum trên cây cho mọi người. Nó làm mất sức cây, làm rối loạn sinh lý của cây thì á cây mình nó không bền. Đó. Và thật sự dân miền Tây họ cũng không muốn làm dịch vụ đâu mọi người, nhưng mà cái thời điểm giá nó quá cao. Tại vì làm dịch vụ tuổi thọ cây nó sẽ giảm đi. Giá nó cao và người ta không muốn đụng với Thái Lan, đụng với Tây Nguyên, người ta làm muốn dịch vụ người ta bán được giá tốt hơn. Tại vì vườn người ta là vườn ít, có một nhiều lắm thì cũng có những anh nhiều thì 5 hectare cũng có nha, 50 công. Còn đa số là người ta có chục công hay là 5 công hay 6 công, dữ lắm 1 hectare, 2 hectare. Đó, thì người ta chăm được, người ta chăm nổi. Còn với những anh chị mà bây giờ trên đây toàn mười mấy 20 hectare không à. Mà cứ là lên bắc lo, mà lên bắc lo nó ngộ độc, em nói anh nó bị một vườn mà chừng 10 hectare thôi là ngủ không được luôn á. Em không muốn nói tới bà tốt, em đi đổ vỏ nhiều quá nên em không nói tới bà tốt. Mọi người đừng nhắc tới bà tốt nha, em làm việc thì em không nói xấu ta. Đối với em á thì em luôn thích làm cái bắc lo, thì em ưu tiên xài của hợp trí. À, em xài hợp trí. Em có thể pha liều, ví dụ như gà đại lý nó kêu là gà bắc lo phải 1-200, tức là một lít bắc lo 200 lít nước. Nhưng bản thân em muốn xài thì em phải xài là một lít bắc lo 400 lít hoặc là 600 lít. Em xài liều nhẹ em ra. Giờ mày ra không ra thì em nói thật, mọi người thích bông nhiều trên cây chứ em chẳng thích đâu. Bông đủ và đúng vị trí là ok rồi, nó không cần phải nhiều quá. Cây mua cô bông 45 năm ngày 3-15 mỗi tuần rải một lần, bữa nay kỹ thuật đưa 3-16 dòng cây mẫu rải một lần không có 5 ký. Em đọc số chúng tôi không anh Tứ ơi, tức anh Hải ơi. 3-16 4-55 ngày anh cứ tưới bình thường không gì hết. Không gì hết, bình thường nha, không gì hết. Dạ. Bản chất nó là gốc hữu cơ. Nó sẽ làm kiểu là em thích cái bản chất của thằng K38 là nó sẽ làm cái gai nó đẹp lắm. Nó làm cái gai mua sơn kinh nhìn nó bóng bóng, nó kiểu giống như là ngọc thạch vậy. Thật sự em thấy cái gai nó đã lắm. Đó. Còn cái vụ mỏng vỏ thì em đang chờ kết quả là có chính mỏng vỏ. Nếu nó mỏng vỏ là một sự thành công lớn. Từ khi 30 ngày dùng bao nhiêu K38. Bây giờ nè, anh sẽ nói như thế này đó. Tức là sau sổ nhị em sẽ dùng tới thời điểm khoảng 35 ngày em giãn ra. Dù mà sau sổ nhị là em tưới phát lúc sổ nhị 70% nè. 7 ngày sau em làm phát, 7 ngày sau em làm phát, 7 ngày sau tức là em tưới phân 5 lần. Xong em giãn, tức là lúc mà 35 30 ngày á
tới 50 55 ngày là thời điểm nó đang tăng động rất là mạnh, và em hạn chế kali cho nó đi, em để điều thôi. Đó thì thời điểm đó thì em bón dụ 15 ngày em tưới, là em không cần phải tưới là 7 ngày như kia đâu, em giãn nó ra. Thì sau thời điểm mà nó tăng trọng mạnh á, nó khoảng 60 ngày bắt đầu là em đi lại. Em đi lại em cộng thêm một số cái phân hữu cơ, phân dơi này kia là em lại lên cơm. Đó thì lúc đó là ok. Còn những thời điểm tăng trọng có thể bón được, nhưng mà anh sợ nó nhỏ trái thôi chứ không gì hết. Lên sáu cái thuốc tạo mầm mà. Ok anh. Rồi cái vụ lên tạo mầm nè, tạo mầm mua sinh kinh nè. Em nói là mọi người nhớ, nhưng mà chắc có lẽ là năm vụ sau mọi người mới ứng dụng được. Tức là mua sinh kinh nó sẽ không giống như Dona. Dona thì khi cái lá nó chuyển từ lụa qua xanh là mọi người bắt đầu mọi người phun tạo mầm, mọi người pha, mọi người phun, mọi người mất nước. Còn mua sinh kinh thì khi bắt đầu nó lụa nó chuyển qua xanh, mọi người phun già lá trước cho em. Mọi người phun 7544 cộng với MX3 cũng được nha. Mọi người phun để cho nó già lá đều. Thì mọi người phun hai cực cách nhau 5 ngày là nó già nó xanh đen, nó già nó xanh đen. Thì nó già nó xanh đen xong mọi người lúc đó mới lên tạo mầm thì nó mới ra. Mọi người, và mọi người chú ý mua sinh kinh á, là cái da cây nó phải thiệt già nó mới ra nha mọi người. Còn da cây tím 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 á, là mọi người phải lên mắt lo. Phải lên mắt lo. Mình khai thác sớm quá nên mình phải chấp nhận câu chuyện là mình can thiệp. Còn như bên kia, bên Malai thì cây năm thứ 9 họ mới bắt đầu họ khai thác chính thì nó lại khác. Trời, nãy giờ nói chuyện bao lâu rồi trời, không nhớ không? Để coi bao lâu rồi. Chà, khá lâu rồi nhỉ. Một tiếng hồ đó mọi người. Tiếng hồ đó. Được á, đúng rồi. Thì mọi người anh Thuận biết mà, kali nó sẽ giúp đi lọc chậm mà. Anh đặt hàng ở đâu cũng gửi được anh, tại vì kho em ở Sài Gòn á, em cho xe nó chở ra ngoài bến xe là nó chuyển có một mà nhanh mà. 30 ngày thì bông 30 ngày quy trình anh có, bữa trước anh có đó mà Đức. Quy trình bữa trước livestream bữa trước á, em lên group Zalo á, em chỗ ở game á, cái video thứ hai là video anh nói về quy trình á. Thì như 30 ngày là vẫn vẫn bắt đầu chuyển qua phân á, chuyển phân mới á. Chuyển qua phân 3 số 8 của 3 số 8 hữu cơ tăng chậm, hoặc là 3 số 8 khoáng của thằng cái gì con mẹ cái tên đó đây. Quỳnh Lâm. Đó, ngoài một số cái phân 3 số 8 nó ngang công thức á, dùng dùng vô. Xuống đi nhậu. Ở đây nhậu đâu, anh nhậu hết nổi rồi. Đó, mọi người thức kìa, thức online mọi người ơi. Mới cho số em cho mấy mấy anh chị ở Đắk Lắk nè. Nói có gì gọi thức, thức tư vấn tặng vườn nè. Bông 30 ngày bốn phân. Ok rồi, gì trời. Rồi mọi người còn hỏi gì nữa không? Mọi người cứ hỏi nha, hỏi xoay quanh mua sinh kinh với K38 thì em trả lời cho nha. Em cảm ơn, em vui lắm luôn mọi người. Mọi người làm thành công em vui lắm. Mọi người mà sao nó thuộc thiệt luôn. Em là sau cái đợt mà thủ phán với Dona mà nó thành công, em mừng, em vui lắm. Ok, này như này nè. Méo nhiều. Ok, anh trả lời cái Thanh Phúc trước rồi trả lời Hoàng Thí sau nha. Cái anh Phúc ơi, tức là anh Phung hiện tại bây giờ á, đối với mua sinh kinh thì em đi quy trình của em riêng, nên là em sẽ chia sẻ cho mọi người được theo, được không được thì thôi không sao nha mọi người. Là trước khi mà mình tạo mầm á thì mình sẽ cái cơ cuối là mình sẽ phun một cử là 7544 cộng với MX3 cho nó già, tức là hai cử cách nhau 5 ngày cho nó già. Rồi sau đó bắt đầu là anh mới lên, tức là khi đó anh phun già lá nó chuyển xanh đậm rồi, anh ngắt nước luôn. Anh ngắt nước luôn cho em nha. Cái nước luôn thì khoảng tầm 3 4 ngày sau là bắt đầu 4 ngày, cho 4 ngày, ngày thứ năm anh bắt đầu phun tạo mầm. Thì tạo mầm công thức của em đơn giản thôi, công thức của em ép bo MX2 của công ty Mai Xuân cộng ép bo của Mai Xuân là em phun. Phun cử đầu. Cử thứ hai. Xong tới cử thứ ba em đi nguyên một cái dàn cành lại, em đi tổng quan lại cành nào thiếu yếu á, thì bắt đầu là em sẽ cho rạp bắt lo vô cái dạ cành nó sẽ ra bông nha. Gắn lo vô cành nó sẽ ra bông. Thì á, là khi mà nó ra mắt cua mà em cảm thấy là nó không sáng đều á,
Thì em sẽ cho một đợt kích phát tố thiên long, phun đều vườn hết, sau đó là em vô nước, em chăm nước vô. Thì khi đó là bông mình đủ và bắt đầu ở trên nó sẽ nhú đọt. Nó nhú đọt xong thì em sẽ bón DAP cộng với 21-73, DAP Nga hoặc là DAP con cò cũng được. Anh bón khoảng 4 lạng đi, 4 lạng rưỡi cũng được. Anh cộng với 100, 1 lạng tới 1 lạng rưỡi tới 150g 21-73 để anh kéo đọt. Ở trên anh phun MF1 của Mai Xuân cộng với Amino cộng với Combi để anh kéo đọt ra. Thì thường thường giai đoạn kéo đọt á, mà cái máy này nói hơi dài, nó nói hơi lâu, tốn thêm 5 phút nữa. Tức là anh kéo đọt thì anh phun vào, anh phun liên tục, tức là khoảng 3-4 ngày phun lần, phun kéo cho đọt ra, nó ra tới thời điểm mà nó 4-5 lá. Bắt đầu anh chuyển công thức, anh chuyển công thức về cho em là anh bỏ cái ba cái MF1 đi. Anh sẽ chuyển công thức là anh dùng cái kali cao để anh cho nó mở lá, ép mở lá. Thì thường thường anh dùng là em dùng là 7-5-4-4 hoặc là em dùng cái MF3 để em cho nó mở lá. Thì nó mở lá nó sẽ già trước thời điểm mình xả nhị khoảng 7 ngày là ok, là đẹp, là xong xuôi, câu chuyện vui luôn. À, em nói thì anh nghe nhớ được nhiều nhớ, nhưng mà tới mùa thì nhắn cho em. Mua nhà em năm đầu bông rất nhiều, trái đậu ngộ nhưng bị méo là do ông thủ bán tự thụ chắc chăm, không có gì cũng chịu chứ. Baby em xuống liều đây hôm nay mệt, ngủ đi chứ. Ok, em có gọi chị Lon Đức ơi, gọi Lon để nói nha. Mai mốt anh có xuống Đắk Lắk thu mua không? Có chứ, Đắk Lắk hôm nay cứ mà nghe là anh đặt hàng mấy vườn lớn hết trơn rồi đó chứ. Mua đang sổ gặp mưa xử lý sao? Phun anh cha con cộng G3 sữa vô. Anh cha con của Bayer cộng G3 sữa của thằng ăn cái gì? Ăn Phát Nông. Đó, phun một cử đi, phun cử nhẹ cho nó đi. Có Combi Steep cộng vô luôn, cộng vô phun một cử cho nó. Mà anh nhớ là sau mưa mới phun, mà mọi người cái vụ mà trước khi mưa mọi người phun ngừa, không có mưa cho mẹ hết cái gì mà có tác dụng. Sau mưa mọi người hãy phun em mọi người, ví dụ tối nay mưa sáng mai phun. MX3 chứ mà MK3, MX3 của Mai Xuân á, thủ bán gì sáu cho mua sơ kinh không đậu. Dạ em chưa làm, nhưng mấy anh em có làm thử thì đậu yếu lắm anh Trí ơi. Năm sau phải nhờ anh làm mới được, chứ năm nay làm bông không ra điều đọt kéo không được. Ok, năm sau anh nói thức cho kỹ thuật giúp cho mọi người nha. Anh gửi quy trình cho bác ơi. Nhớ không nổi tới mùa sao chị nhờ em giúp nha. Ok, nhớ không có nổi đâu, em nói thì mọi người, tại vì em làm quen rồi, nó nằm trong đầu em hết trơn rồi đó, nên là đụng tới đâu là em sẽ biết được là nó đang xử lý cái gì. Em thật bây giờ Thái với Mua Sơn Kinh nó biết làm, mọi người kia em làm ri em không biết luôn, mọi người tin không, em không biết làm ri. Mọi người tin đâu đó, tại vì em chưa tiếp xúc với vấn đề làm bông của ri đó, là em chưa, em không biết làm ri luôn. Em thật, em không biết làm gì, mà nếu có thể em đọc tài liệu thì có thể em làm được, tại vì cái nguyên lý nó cũng giống nhau. Cái gì mình không biết mình không có dốt. Mưa đợt trước phun rồi, đợt này mưa lại có phun anh cho con thêm. Cái tác dụng của nó khoảng tầm 3-4 ngày đất, thì 3-4 ngày nếu có mưa lại phun lại. Em mới coi có anh là chịu anh đâu, rụng dữ vậy, thấy gì còn cuốn không à. Chủ tịch hợp tác xã này mua sân kinh xong rồi, chủ tịch ơi lê lai vô ngồi coi không à, không comment gì hết. Chị chỉ cần ghi số điện thoại em là được, tới mùa gọi em thì em cho kỹ thuật nó chăm tặng vườn cho chị. Thật ra bây giờ mua sân kinh nó tầm 100-200 cây thì cố gắng cho bố trí người họ tư vấn tặng vườn. Hôm giờ là em cứu mấy vườn mấy ngàn cây nhiều lắm luôn á, vấn đề thủ vấn chéo á. Em lên rất là cương quyết, em nói bây giờ anh thủ vấn chéo đi mà không đậu á, là số điện thoại em nhà em đây nè, anh xuống anh chửi anh mắng gì em cũng nghe hết trơn á, nhưng mà anh đậu là anh phải bán cho em nha. Mấy ổng mình thật, mấy bữa nay không biết sao nữa, thủ 4 ngày nay chưa thấy gọi mình nên chắc cũng ổng á. Ổng á. Người ơi, giờ là 8:30 rồi, chứ 8:36 rồi, 8:40 kết thúc like mọi người, 4 phút nữa đi. Mọi người có hỏi thì mọi người hỏi nha, em trả lời cho. Xe quanh K38 thì em cũng nói hết ra cho mọi người đó. K38 thì nó hiện tại là nó là một sản phẩm, nó ở Việt Nam hiện tại chưa có sản phẩm thứ hai thay thế nó.
đó, với hàm lượng kali, hàm lượng amino acid như vậy, với hàm lượng lưu huỳnh 10% vậy, thì mình phải có sản phẩm khác biệt và sản phẩm để mà tạo nên cái thương hiệu của sầu riêng mà nó tăng chất lượng này. Dạ chị Thảo, ok chị Thảo nha. Ở miền Tây anh đang mua mà trọng, đang mua nhiều mà. Được rồi, anh chốt được mấy trăm tấn á, chốt cổ 40 ngày, 40 ngày chốt cổ đó, chốt cổ đó để có nguồn xuất khẩu. Còn bây giờ mua thì thật sự bây giờ mấy nay anh cũng hơi quạo, mấy vườn đẹp mới chả bán hết trơn rồi, mấy vườn xấu xong mới chả bán không được, mới chả kêu mình tức cái tức. Chứ quy trình giữ bông gần xa chả nhị, gần xả nhị phải không? Gần xả nhị thì em sẽ bông khoảng 30 ngày, em đi cho anh một cử ba số 15 đi, ba số 15 của bi em đi một cử nha. Rồi trước xả nhị 10 ngày tức là ngày 35 á, em phun cho anh cái combi step cộng với cộng với botrac, cộng với amino, cộng với thằng thôi HCR để sau sau xả là phun. Rồi nếu tốt nữa thì anh có mới nhập cái K38 gì em tưới luôn nha. Ừ, để phân. Ok, anh lấy hai xô nha, hai xô lon lon nốt lại cho anh đông hai xô K38 mà lon. Ổng chùm mua sân kinh đó. Có một nguồn sân kinh lớn bự quá trời bự luôn. Ừ. Em có quy trình hẳn hoi rồi anh Trí, nhưng mà vấn đề em như thế này. Tức là em cũng muốn share cho anh chị em lắm, em cũng muốn share cho mọi người lắm, nhưng mà khi em share ra, em share lên mạng á, hoặc share lên nhóm á, thì bà con mình tiếp cận và sử dụng thì ok, không có gì. Nhưng mà một số cái em nói một số công ty họ sẽ biết được cái quy trình đó và họ dùng sản phẩm của họ để họ trục lợi từ đó, nhưng mà cái sản phẩm của họ chưa qua cái sự kiểm nghiệm của em thì nó dẫn đến là nó lỡ có cái hậu quả gì á, là bà con chịu đầu tiên, thứ hai là em mang tiếng, nên là em chưa đưa ra là nhiêu đó rồi đó, chứ không phải em giấu. Tại vì em giấu em cũng chả được cái gì đâu, tại vì em giấu không được gì chứ. Em đam mê mua sinh kinh nhiều, còn nhiều hơn mọi người rất là nhiều đó. Quy trình là em có luôn, em không ngờ em đắn đo lắm, em suy nghĩ nhiều có nên đưa lên nhóm hay không. Tại vì đưa lên nhóm mọi người cần tới đâu thì em có thể tư vấn cho mọi người tới đó, lúc nào cũng được đó. Nhưng mà khi em đưa quy trình lên nó sẽ bị nhỏn thông tin. Mọi người hãy ứng dụng vô vườn mình ok nè, thì cái đó là em được được tiếng và được tiếng được nhiều thứ nữa. Nhưng mà những công ty khác, những công ty bán phân bán thuốc á, họ lấy quy trình đó, họ đem sản phẩm của họ nhét cho quy trình rồi họ bán cho mọi người sản phẩm, họ vô app bán cho mọi người sản phẩm, mệt lắm mọi người. Thì khi đó thứ nhất được thì họ hưởng, mà không được thì tiếng em mang, thì mọi người nó bây giờ nếu mua sân kinh nó sập một phát một hen là mọi người biết là em là người lãnh đủ nè, từ tai tiếng từ tiền bạc từ đủ thứ em sẽ lãnh đủ đầu tiên. Dạ thì em nói hồi chiều em có nhắc nhóm á, là vì mọi người yêu cầu thì em mới chia sẻ, chứ thật sự em không muốn phá vỡ nguyên tắc là không bán phân bán thuốc mà khi chưa qua kiểm nghiệm trên cái nhóm này đó. Dù em có nói là em đã test nó như thế và tại vườn đó, thì mọi người có thể đưa kết quả cho mọi người, mọi người ok thì mọi người làm ok. Thức Abu Mai Thuột á, anh bảo ơi, thức Abu Mai Thuột á, quan mang gì nữa anh Tứ, năm sau là vườn anh là phải trái phải điều rang chùm chùm, chứ năm nay lỡ rồi, năm nay làm sớm quá vì khi mà áp quy trình của em nó không kịp. Thức Abu Mai Thuột đó, thì em nói chung là em không có, anh mọi người biết cái tính em, mọi người chơi với em thì biết tính em rất là hào sảng, rất là thoải mái cho vấn đề chia sẻ cho mọi người, có những thông tin thì em chia sẻ hết, nhưng mà em chia sẻ nội bộ trong Việt Nam mình thôi, còn với nước ngoài là chắc có thể em sẽ đóng vấn đề là người lạ, người không kết bạn mà xem những cái video của em á, thì có gì em sẽ tải cái video đó về em để trong máy, mọi người cần thì em gửi cho mọi người nha. Đó thì bây giờ em sẽ đóng những cái thứ đó lại để những cái đối thủ cạnh tranh của mình họ không biết, nếu mà họ biết thì họ làm, họ cạnh tranh trực tiếp với mình chịu không nổi. Chặn đọt anh Nho nói rồi, 754 một gói 7544 hợp tia hợp trí cộng nửa chai Anvin cộng 1 kg MKB phun phủ đọt. Thức nhắn số điện thoại cho anh Bảo em nhớ. Thức Thức ơi chạy đi Thức ơi, anh là khỏe đó. Ở Đắk Lắk đó, cái khu cư mà nghe cực kỳ nhiều mua sơn kinh nha mọi người. Có anh bạn là 36 hecta nè, có anh bạn hai mươi mấy hecta mua sơn kinh,
có bạn có mười mấy hecta mùa xuân kinh nó kêu mà nghe, mà cây của họ mới năm thứ hai năm thứ ba thôi, chưa họ chưa làm bông được, thì họ cũng nhờ ân tư vấn họ họ mới ảnh hỏi là bây giờ em lấy lương như thế nào. Em mới nói vậy em không có lấy lương, em hỗ trợ được anh á là tới đâu thì em sẽ hỗ trợ, và chi phí đi lại máy bay hay là xe cộ này kia thì anh cứ trả cho em, anh cứ trả dù tháng đó, anh ơi giờ tháng bay 2 chuyến bao nhiêu tiền đó, rồi là xe cộ như thế thế đó anh cứ trả. Em thì em không có lấy lương, lên thì cơm nước này kia lo cho em thôi, xong là tới mùa thì có quả thì anh bán cho em, còn anh thương thì anh mua giúp em phân trồng quế nè. Hiện tại có K38 nhưng sắp tới sẽ sợ cháy hàng, rồi có cái amino có nè, amino 4500 á có nè, rồi những sản phẩm phân phối của công ty Mai Xuân thì hiện tại là em cũng cũng có thể phân phối được cho họ một số sản phẩm, nhưng mà nói chung là cũng không đáng kể đâu em, nói chung là em không đáng kể, em cũng không ép mọi người phải sử dụng đó, em không ép, em không phải là đưa quy trình ra anh phải xài cái này của tôi em không có làm chuyện đó đó. Em thậm chí là trong quy trình em đưa mọi người toàn BM, mà em có biết IBM đâu, toàn Yara. Yara thì em chơi được với tổng Yara nhưng mà em chẳng lấy lợi nhuận gì từ đó hết trơn á, chơi với anh em bên 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 công ty Yara đó là rất thân tổng luôn á. Mà anh kia bây giờ anh ơi, em đưa anh đưa cái pháp lý cho đây, anh mở cái quota cho anh nhập trực tiếp, tức là mua về với giá nhập về Việt Nam luôn á, mà mấy năm bận em chưa xử lý cái đó. Trước đây em mua em được chiết khấu bao nhiêu là em cứ trừ hết cho bà con hết, em không lấy lời gì hết, tại vì bà con đã khổ vấn đề mua sân kinh rồi, đã mất tiền nè, rồi bị điều tiếng nè, rồi bị người ta nói này kia, mình lấy tiền lúc đó mình coi như mình mất đạo đức á. Khi người ta có tiền rồi á, là có tiền rồi thì mình muốn đưa sản phẩm vào người ta vui vẻ mình vui vẻ. Hello Phúc, bữa nay không đi thụ phấn sao? Mới nhắc anh nè, mới nhắc anh nè, mới nhắc anh là hỏi có anh em có một anh bạn kêu mà nghe tối nào đi thụ phấn anh quấn chéo. Mấy nay cũng cũng em cũng nhiều việc, mà cũng dành thời gian để có cái gì em cập nhật cho mọi người. Hiện tại là giá rất là sâu nha, giá của Thái với Dona, của R6 với Dona bữa nay rất là sâu. 30 phút mà mưa tiếng cũng gì đâu, mưa xong lấy đèn ra soi bông, mưa chưa đâu mới sao đâu xong anh. Bữa nào lên nhậu bữa nghe anh Phúc ơi, em 2 tuần nay em chưa 3 tuần nay em chưa uống một bữa, là bữa có Lâm Đồng em uống được mấy ly mà em xỉn ngắt luôn đó. Mấy anh đó, cái anh đó anh trồng được 1.200 cây mua sơn kinh cũng nhiều á, mình Lâm Đồng mình khu vực Đà Tẻ nhiều lắm. Nhưng mà thật sự á, em muốn là khi mà em mua trái mua sơn kinh từ trong vườn ra, em phải hiểu là cái mua trái mua sơn kinh đó nó được trồng những quá trình như thế nào đó, em kiểm soát được cái quy trình của họ làm đó thì mới mới là tự tin. Em ngồi ồ của tôi đó hàng ok đó, anh cứ lấy về anh bán đi đó, mới như vậy mới tự tin vậy. Còn khi mà mình đã kiểu là mình không hiểu rồi đó, nhiều mình cũng giỏi lắm, có mọi người giỏi lắm đây như một nhìn. anh nói cầm đèn ngay sau nhái chưa nó hết. Để gì sáng mai mới phun anh cho con này thôi, ngày mốt mưa nữa phun không sao đâu, chứ không sao đâu Đức ơi nha, nghĩ chứ không sao đâu. Mọi người ơi, 8:45 rồi, chắc em xin phép em ốp em nghỉ ngơi để sáng mai em có công việc, thì mọi ngày mai á nếu mà có trong trong farm có tây ninh tuần sau anh đi bác anh đi Thái Lan dành lên nên anh đi Thái Lan chắc 3 ngày vậy lên nha. Ngày mai nếu mà vô cái nghe toàn vườn u không mình có mấy chục gốc. Cái nhóm anh Hải vô cái nhóm mua sân kinh của em anh vô rồi đúng không, toàn là những anh em mà giấu giấu mặt à, vài chục hết tới vài trăm hecta đó, em nói anh không có nhỏ đâu, nói trong đó toàn tá điền không đó. Nên là bây giờ nè, chúc mọi người ngủ ngon nè, ngày mai nếu mà em vô vườn em có sóng em live stream được, em sẽ live stream mọi người để mọi người rút kinh nghiệm từ trên vườn luôn. Ngày mai em sẽ hướng dẫn cho cái vườn 180 hecta của anh bạn đó. Thì anh ảnh chiều anh gọi cho em, ảnh cũng mong muốn lắm, gọi mấy lần không hề gọi nhiều lắm rồi. Rồi em tạm biệt mọi người nha, bây giờ cũng cũng tối rồi, em cũng check tin nhắn email xíu rồi em đi ngủ. Mọi người cứ cứ cần tư vấn mọi người tin nhắn cho em, gọi điện thoại không được thì gửi tin nhắn nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha.